Khi nói đến ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động của công ty, các chủ doanh nghiệp và các quản lý đều cảm thấy sao mà tốn kém thế, đầu tư rất nhiều tiền, rồi có hiệu quả hay không? Thực ra hiệu quả hay không không phải là khi mình đầu tư tiền rồi mình ngồi đợi hiệu quả, mà hiệu quả hay không, mà ngay từ cấp cao nhất của một doanh nghiệp họ phải xác định được là đối với ngành nghề đấy, việc ứng dụng công nghệ dữ liệu là bắt buộc hay không, cần làm hay không, từ đó đặt ra các mục tiêu cụ thể. Ví dụ, một bộ phận marketing, tôi cần tăng 100 triệu thì 100 triệu đó tôi yêu cầu phải tăng bằng việc ứng dụng phân tích dữ liệu và đưa ra những quyết định kinh doanh tốt hơn. Thì khi bạn đặt mục tiêu như vậy, cái người tham gia không phải là đội bộ phận sale marketing, mà người tham gia phải bao gồm cả nhân sự làm data, làm công nghệ, và tất cả nhân sự đó phải cùng share chung cái mục tiêu đấy. Thì khi đấy, ở góc độ bộ phận kinh doanh, nếu anh phát triển, anh làm việc mà anh đạt mục tiêu nhưng mà không có ứng dụng thì suy ra là bộ phận mình không có cải tiến. Còn đối với nhân sự làm data, làm công nghệ, nếu anh làm sáng tạo rất nhiều nhưng mà không thực sự đem lại cái số tiền nào và không đáp ứng được cho cái mục tiêu kinh doanh thì việc đó cũng rất là lãng phí. Đó là một trong những mẹo mà Vanessa đã được anh Lê Duy Nghiêm, giám đốc dữ liệu và phân tích của công ty Henneken Việt Nam chia sẻ trên chương trình Smart Growth Tăng trưởng thật trên kênh FBNC. Và còn rất nhiều mẹo khác làm sao mà Henneken Việt Nam có thể kiếm được hơn 300 tỷ Việt Nam đồng trong 2 năm vừa qua bằng việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Hãy cùng đón xem chương trình trên FBNC nhé!